có khả năng vô mắc niềm đau, chuyển hóa niềm đau của mình và giúp cho người khác vô mắc niềm đau, chuyển hóa niềm đau của họ. Chúng ta đang là công việc của cuộc, chúng ta đang là sự tiếp nối của cuộc. Mỗi chúng ta đều có khả năng chế tác ra những tư duy lành, những ngôn ngữ lành và những hành động lành. Đó là chúng ta đang nối tiếp sự nghiệp của cuộc, sự nghiệp thương yêu, sự nghiệp hiểu biết, sự nghiệp từ bi. Ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Thông thường, cuộc ở đâu thì quốc độ của Ngài ở đó. Ngài đi tới đâu cũng mang theo quốc độ của mình. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là cuộc, chúng ta là sự tiếp nối của Ngài, nên chúng ta cũng phải có cõi cuộc quanh mình. Ví dụ, ta ngồi nhìn ra cửa sổ, thấy mùa xuân vẫn còn đang phơi phới, cỏ cây xanh mướt, hoa đua nhau khoe sắc thắm. Ta thấy những thứ đó rất màu nhiệm, tiếp xúc được với những màu nhiệm đó, thì ta thấy cuộc đời này đẹp đẽ quá. Ta có thể ngồi trên một góc cỏ, nhìn ngắm mọi thứ, trong tâm trạng không có đau buồn. Ta ngắm một cái lá tre, ngắm một cái lá tre cho mình an, thì lúc đó ta là cuộc. Nếu bị giam hãm trong những cơn buồn giận, ta không tiếp xúc được với những màu nhiệm của thiên nhiên, thì ta không phải là cuộc. Ta đang không có cõi cuộc bao quanh. Cuộc ở đâu thì cõi cuộc ở đó. Khi ta có an lạc, hạnh phúc, thì quan cảnh xung quanh cũng có an lạc, hạnh phúc. Khi một xưa, sư chị hay sư em không dễ thương, mà mình ôm được cái không dễ thương đó, mình nhìn sư anh, sư chị, sư em của mình với con mắt từ bi, thì mình là buộc và sư anh, sư chị, sư em ấy là cõi buộc của mình. Nhìn bằng con mắt từ bi thì mình khỏe và cõi của mình trở thành cõi tịnh độ. Nhìn bằng con mắt đau buồn trách móc thì mình không phải là buộc và xung quanh của mình không phải là cõi buộc. Đó là sự thực tập của chúng ta. Một tăng thân được thiết lập ra là để tiếp nối buộc.